Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nhé. Thì nghe đồn là giờ này anh em thích những con game quản lý các kiểu, thì hôm nay mình giới thiệu anh em một con game quản lý và có việc hóa nữa. Thì bản việc hóa được việc hóa bởi The Red Team VN. Trước tiên thì mình sẽ cảm ơn những anh em bên The Red Team VN đã việc hóa con game này nhé. Hiện tại là phiên bản việc hóa nó là 0.90 anh em nhé. Đấy. Rồi thì game này là một game quản lý đặc biệt là cực kỳ thú vị luôn, tại vì nó rất là đỉnh anh em ạ. Nó đỉnh vãi cức luôn anh em. Và đây mình sẽ là người tiên phong, người chơi chế độ đơn giản nha. Mình mới vô thì mình nên chơi chế độ đơn giản thôi. Và mình nói cho anh em biết nhé, mấy anh em hỏi là có cái con game nào mà thuộc dạng giống như là quản lý sinh tồn á. Cuộc sống có thể khắc nghiệt như bạn sống ở bất kỳ đâu, À nhưng đù, có cả tiếng Việt luôn. ngày xưa sẽ không có một chút hy vọng nào để cuộc sống cải thiện. Cho dù nghèo nàn thất bát, giai cấp thống trị vẫn sẽ thu thuế người dân, để lại những đứa trẻ sống trong đồng khổ. Nếu bạn có bất kỳ một đồng nào trong tay, kẻ thu thuế sẽ xuất hiện và yêu cầu cống nạp cho những kẻ đội vương miện. Những tên quý tộc trơ trẽn đắp đằng sau những bức tường và mặc kệ những kẻ cướp đang lộng hành khắp thành phố. Vì vậy, một số người không thể trụ được nữa, quyết định rời đi, chấp nhận sống nay đây, mai đó để tìm kiếm cơ hội tại vùng đất mới. Và chết thì đói khát tại chính miền đất hứa. Cuộc hành trình không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi đã mất mát rất nhiều trong chuyến hành trình dài đó. Vùng đất hoang sơ này cho chúng tôi hy vọng về một sự bắt đầu mới, như những đấng cứu thế cho định mệnh nhỏ của chúng tôi. Ảo chưa anh em, không những việc hóa mà còn cả thuyết minh nữa, chắc là thuyết minh đoạn đầu thôi. Rồi đây nó có những cái mẹo này, họ cũng dịch luôn này anh em. Team này tâm huyết và dược. Cái con game này nó hay ở chỗ là nó không dễ, nó khó, và nó còn có một cái kiểu nữa là mình sẽ phải tấn công rất là nhiều những cái đối tượng, từ thú dữ, quái vật, ma quỷ, hoặc là những cái thế lực ngoại lai các kiểu. Nói chung là rất là nhiều cái. Anh em hay bảo là có đánh được người khác các kiểu không ấy, thì có, nhưng mà không có co-op nhé. Những cái quản lý thì thông thường ít có co-op lắm, và nếu như mà nó chuyển qua loại game á thì nó trở thành một loại game khác rồi. Ok, đây chúng tôi sẽ kết thúc do thám xung quanh khu vực này và khảo sát này. Ok, đây là mình sẽ bắt đầu trồng trọt khu vực này đúng không? Wow, rồi nhà chính mình sẽ ở đây. Về mặt thuyết minh tiếng Việt các kiểu là một cái điều rất là hiếm con game là có anh em nhé. Về thời gian gần đây thì có một số team Việt Nam làm nên cũng rất cảm ơn họ. Còn lại thì về mặt hình ảnh game thì em thấy là game rất là đẹp nhé. Mình có cảm giác như nó nhìn giống như là cái đế chế phiên bản 3 nè, đế chế nè, nhìn rất là đẹp ha, cây cối đồ chi tiết còn đẹp hơn vậy nữa. Mà game này thì nó rất là khó nè nhé, còn bệnh tả, bệnh đồ, nói chung rất là nhiều thứ khác nữa. Đấy, những khu vực này có phải ghê gớm quá nha. Mình có thể tua không? Chức năng tua ở đâu đây? Tua ở đây. Tua đi nào. Tua. Xây nhà là tua. Xây nhà đi. Đây có chế độ ưu tiên này nè. Nhưng mà mấy thanh niên kia phải chặt gỗ ha, phải chặt gỗ mới được. Tua x3 bết. Xây đi nào. Yêu cầu tài nguyên 8 trên 12. Xây nhà đi chứ. Bị lỗi gì vậy? Thiếu nhà ở. Ok, ngành nghề dân làng, tài nguyên, menu xây dựng, nhà ở này, bấm nhà ở. Mà nó chưa có xây cái này lên sao mà xây được. Đấy, mới chín gỗ anh em nè. Phải xây xong cái này thì nó mới tính là nhà ở. Mình mới xây được nhà ở nha. Hình ảnh thì nó rất là đẹp anh em nhé. Mưa các kiểu thứ. Game này hiện tại không có trên mobile anh em ạ, nhưng mà có tiếng Việt ở trên PC. Mà rất là đẹp ha. Bấm vào đây để chọn thu hoạch tài nguyên. Ok, thu hoạch tài nguyên, cây cỏ, đá, quả mọng. Ok. Đấy, xây nhà đi nào. 11 trên 16 rồi. Wow. Các tài nguyên như gỗ hoặc đá phải được đánh dấu để dân làng chạy đến thu thập. Có thể bật menu thu thập bằng cách bấm vào nút thu hoạch trên thanh hoặc bấm phím tắt hát. Ok, cái này thì là điểm chung hay sao ấy? Điểm chung của những cái con game khác hay sao ấy? Thực ra thì con game nó sẽ rất là đẹp ấy, nhưng mà tại vì do cái màn hình mình bị hư ấy, nên em nhìn thấy nó nhỏ rồi thôi, hiểu không? Bây giờ mình bấm chữ hát nè, hát sau đó mình kéo nè, đó thì họ sẽ đi thu hoạch đúng không? Ok, thu hoạch gỗ đi. Những game mà nhìn đẹp vãi, chất lượng của anh em nhìn zoom tới nè. Gỗ nhìn rất là chân thật nha anh em, vãi chưởng thật. Wow, đẹp quá nhờ. Cái này là gì đây? Gỗ, mình đang thiếu gỗ này. Tàu gỗ lẹ em tôi cái mấy cha. Mà sao tốc độ làm việc của mấy cái con dân làng này nhìn nó cứ đột đột anh em. Đột vãi.
bao giờ mới xong. Đây đồ ăn, đồ đói này, thân nhiệt nè. Đấy, nhiều thứ quá nhỉ. Ưu tiên đi nào. Thiếu hai gỗ nữa hả? Ô không lẽ nó phải chặt hết cây nó mới về. Chết rồi, giờ là chết rồi. Xây cái nhà đó chứ. Đây 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 đây, xây nhà đi. Ưu tiên rồi mà. Game nó hơi kỳ kỳ á nè. Kỳ kỳ. Đây, về à, đây thằng này đẩy gỗ về đây xây nhà nè. Đây. Được chưa? Xây đi. Ok, gõ đi. Để một người gõ à, vai. 8 trên 12. Dân của mình, ok, sau khi xây xong cái nhà đầu tiên, nhu cầu của dân nơi ở, vệ sinh, à, sức khỏe các kiểu anh em, khá là căng nha. Menu xây dựng mình có thể xây nhà, ô, của lên đời đó anh em ạ. À. Tiện ích dịch vụ lên đời, game này có vẻ nghĩa trang, à, có chết, có các kiểu nè, giá trị tâm linh các kiểu này anh em. Ừ. Xây nhà thôi, xây nhà đi, phải có nhà ở cho họ, game nào cũng vậy, phải có nhà ở cho họ. Tất nhiên là những dòng game này anh em phải thiết kế những cách gọn gàng. Từ đầu này đã thiết kế nhà cửa thế nào vừa thủ được mà vừa đánh được, vừa dễ dàng cho những cái dân khác thao tác nha anh em nhé, thì nó mới ok. Còn nếu không là thì dẫn đến cái trường hợp là anh em sẽ bị rối, anh em rối không phát triển tốt được. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch một số ít đấy, thu thập tài nguyên đá nè, không ưu tiên, không ưu tiên, hoặc là mình có thể web đây. Ok rồi, thu hoạch đi. Sửa nhà thiếu gỗ nha. Game nào cũng vậy, mấy game quản lý thì này mà thiếu thiếu nhà này, này mình đang 12 trên 8 này, mình đang thiếu thiếu nhà ở cho bốn người. Xây được đủ nhà là ok, bắt đầu xây dựng thêm. Mà mình nghe vợ mình bảo là game này rất là khó đấy mà. Tí hồi quái mấy vật thú dữ nó tới liên tục. Nên là này phải quản lý tốt nha, nó không dễ như cái game mà The Wandering của mình đâu. Wandering của mình game dễ. Mà mình đánh giá rất là cao con game này vì hình ảnh nó đẹp quá anh em ạ, đẹp. Cái này lên video chắc nó sẽ không đẹp được như vậy đâu, tại vì do cái màn hình mình nó bị lỗi á. Xây dựng các kiểu cây cỏ này, dọn sạch này, xây nhà cửa này, tiện ích dịch vụ này, nghĩa trang, à cái khu mộ hả, khu mộ là hết năm đá. Nó cần gì đây, nó cần củi đốt, nhiều người ở nơi khác nó xếp hàng chờ đợi quyết định của bạn, tích trữ lương thực cho 4 tháng để giúp đỡ họ. Số nhà, à những cái sự kiện kế tiếp, củi đốt mình thiếu gì mình phải làm đó này, đá nè. Đấy. Ok. Được, có vẻ game này có vẻ khó hơn game kia này mà, nhưng mà nếu mà một con game là chất lượng thì mình nghĩ là game này chất lượng hơn nhé. Đập tốc độ nó hơi chậm anh em ạ, hơi chậm. Chặt cây chặt đồ hơi chậm. Kiểu vậy, hơi chậm tí. Nhưng mà tóm lại thì đây là một game hay anh em ạ, nên chơi nên trải nghiệm. Và nếu anh em nào có điều kiện mua game thì anh em mua cho Steam, còn không thì lên web mình tải nhé, các bạn việc hóa các kiểu anh em chơi nhé. Ok. Rồi. Mình đánh giá game này rất là tốt ha. Việc hóa thì quá tuyệt vời rồi. Còn lòng tiếng thuyết minh các kiểu nữa, rất cảm ơn DirecTVN nhé, quá tuyệt vời. Em nhớ nhá, đến thời gian nào đó thì quái vật này nọ sẽ đến đánh anh em ấy, nên là tận dụng thời gian nhiều vô, thôi là tạch ấy, tạch ấy. Sẽ tạch sớm thôi. Rồi đây nó có những cái khoảng thời gian trong đây này, ống dần gió thời tiết nè, à, rất là đầy đủ chi tiết nha. Rồi mấy ba anh em hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha.